Cát Tường và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với sự tài trợ chính của nhãn hàng bột giặt nhiệt APA sạch tinh tươm. Và ngày hôm nay thì Quỳnh Linh và Cát Tường sẽ đến với quý vị với cặp đôi đầu tiên. Xin mời hạ màn. Em chưa trải qua mối tình nào hết á chị Tường. Trời đất ơi, sao kỳ vậy? Mình có chắc chắn là mình thích phụ nữ không? Cái anh này suy nghĩ gì bạn á, cũng em cũng giống anh. Mà em suy nghĩ gì, anh cũng giống em. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời em ngồi. Wow. Rồi, đã ổn định chỗ ngồi, bạn nữ mình giới thiệu đi bạn. Em chào chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh với khán giả ngồi trường quay cũng như khán giả xem chương trình truyền hình. Em tên là Trần Ngọc Thu Ngân, năm nay em 27 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán của em là ở tỉnh Long An và hiện đang làm nhân viên ngân hàng ạ. Chà, làm nhân viên ngân hàng mà tên Thu Ngân nữa. Thấy là thấy tiền vô như nước rồi ha. Rồi, và bạn trai giới thiệu bạn mình. Dạ, xin chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn cùng chơi. Em tên là Nguyễn Quỳnh Đăng Khoa. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương. Quê em thì ở Cần Thơ. Em xin hết. Bao nhiêu tuổi em? Dạ, hôm nay em 33 tuổi. 33 tuổi lấy vợ được rồi ha. Bạn làm nghề gì ở Bình Dương? Dạ, em làm bên quản lý sản xuất. À, quê Cần Thơ đó. Dạ. Mình lên Bình Dương mình sống với ai? Dạ, sống một mình. Có mấy mối tình rồi? Trước đây có một mối tình thời học sinh. Mới đây có không? Dạ không. Trời đất ơi. Từ khi mà em ra trường giờ thì em đi làm. Cứ nghĩ là tình duyên thì nó khi nào nó đến nó sẽ đến. Rồi cứ lay quay cứ đi làm, đến bây giờ thì quay lại thì thấy cũng lớn tuổi rồi. Mình có chắc chắn là mình thích phụ nữ không? Dạ có chị. Bạn gái thì sao, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ thật sự em chưa trải qua mối tình nào hết á chị Tường. Trời đất ơi, sao kỳ vậy? Mình thích con trai không? Dạ thích, chương trình mới tham gia đó chị. Bao nhiêu năm là có ai đeo đuổi mình không, hay là mình có để ý ai không, hay là hoàn toàn cái lý do đây á, thật thân của em á là do cái môi trường làm việc cũng như là tính chất công việc của em. Đi làm sáng sớm tinh mơ, tối chiều tối mới về. Với lúc em rảnh thì em làm gì? Thường em đi làm về xong em nấu nướng xong em nghỉ ngơi. Mình có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì nếu mà người nào lần đầu tiên gặp mặt em thì sẽ nhận xét em là ít nói hiền, nhưng mà thật ra em cũng không ít nói đâu. Nữ công gia chánh là em biết làm hết. Chứ ở nhà không mà không làm được nữa là thôi luôn ạ. Nói chung thì em là người rất là cầu tài trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bạn trai thì sao? Ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Dạ em ưu điểm là ham học hỏi và nói chung thích làm việc thì làm cái gì cũng tới nơi tới chốn. Hai nữa em cũng không hút thuốc, không uống rượu. Rồi cái nhược điểm của em thì hiện tại thì em cũng đang trong công việc đôi khi tình cảm nó chi phối á. Ví dụ như về mình thay vì mình xử lý vấn đề đó nhưng mà thấy tình cảm cái mình xem xét lại, nói chung mình sẽ giảm nhẹ. Cái đó cũng tốt mà, đâu sao đâu. Bạn sẽ muốn tìm một người yêu thế nào? Ngoại hình đó thì có thể là da trắng trắng xíu, tóc dài, có giọng nói là dễ thương, giống như bạn nữ bên kia thấy cũng tốt á. Thấy hồi nào? Em thấy hồi nào? Nghe nghe nói. Em thấy hồi nào? Em nghe giọng thấy tưởng tượng là dễ thương. Nghe giọng mà biết bên đây trắng trẻo luôn hả? Tóc dài luôn hả? Không, cái giọng nghe dễ thương chị. Hay quá. Bạn gái thì sao? Mình muốn tìm người bạn trai như thế nào? Nói chung là người em nó hơi truyền thống chị. Em thích con trai á, ngoại hình cải cao hơn em một cái đầu, cả về nghĩa đen vẫn nghĩa bóng. Bạn đó cao khoảng 1m65 là được rồi. Nhìn có vẻ là em ngưỡng mộ cái sự giỏi tri thức của người đó. Giỏi rồi, bên đây chắc chắn giỏi, bên ta quản lý sản xuất mà. Dạ. Chứng minh sự ngưỡng mộ em quản lý bao nhiêu lính? Ở quản lý khoảng 150 người. Thấy wow. Chưa? Em thích tóc trẻ 73. Không biết anh bên kia tóc có trẻ 73. Trẻ không không. Là sao, là không có tóc hả? Trải ngược hết trơn á, không có cái nào. Trời, cái tóc đó mình có thể là uống nắng theo ý mình được mà. Dạ. Kỳ, thích mái tóc 73 hả? Dạ đúng hả, giống như tóc của anh Linh á anh. Anh Linh làm gì có 73. Dạ, cái kiểu nghiêm chỉnh như thầy giáo á chị. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Nói nhiều, không hút thuốc. Em đăng ký chương trình là em nói là nghề nghiệp thì em muốn là không làm ngành xây dựng. Tại vì em thấy ngành xây dựng là mấy bạn nam uống rượu rất là nhiều, em không thích. Ngành nào ngành chứ, người ta uống là người ta uống, mà không uống là không uống. Em ơi, em nói vậy cũng không có đúng nữa. Dạ. Mấy ông quay phim với ngành quay phim uống còn hơn ngành xây dựng nữa. Em không thích con trai sống ảo chị. Làm cái gì cũng chụp hình rồi đăng lên Facebook á chị. Đăng là liên tục với tần suất nhiều á. Mà em có đăng không? Dạ không, em không đăng những cái gì mà em cảm thấy nó vui, em muốn chia sẻ với mọi người là em mới đăng thôi. Rồi, được rồi.
Qua chị coi kiểm tra nha. Dạ, chị coi giùm em coi là ảnh có nhuộm tóc không? Ủa? Là không thích hay là thích? Không thích vậy. 073 thì từ từ trải nha em. Không được nhuộm. Dạ, chào chị. Dạ, chào anh ạ. À. Dạ. Chuẩn, chuẩn, hơi bị chuẩn á. Được, rất là chuẩn, hợp lý. Có cái điều gì anh không thích ở người phụ nữ không? Em không thích bạn nữ mà phải nói nhiều, càm ràm như sống, tính cách mạnh quá thì em cũng không thích. Thích nghiêng về hơi truyền thống, nhẹ nhàng chút xíu. Tóc tai thì nếu không đừng có lè lẹt quá. Thấy cơ bản là cặp này có vẻ xứng đôi nè. Được rồi, em sẽ đồng ý, em tiến tới em gả luôn chị. Trời ơi, quá được cho em. Trời ơi, em không được là nhiều người dưới được lắm á. Đàn trai, xin quá lỗi được. Đàn trai chúng tôi lúc nào cũng quá được hết á. Để coi, qua đàn gái coi sao. Dạ, cho anh Linh. Dạ. Làm ngân hàng đếm tiền suốt luôn hả? Dạ đúng rồi anh, đếm tiền của khách luôn rồi anh. Em có thích sự lãng mạn không? Dạ thích mà chút chút thôi. Mới mức độ vừa phải thôi anh, đừng có làm quá. Thích như là quỳ gối đầu em không thích, đứng dưới mưa đầu em không thích đâu. Dạ. Bệnh chết em ha. Dạ. Đứng giữa trời nắng được hả? Em nói chung là cái kiểu em cũng không có cần mà phải là soái ca hay ngôn tình gì đó. Dạ, chỉ cần người thực tế là được rồi. Anh bên đây cũng thực tế đấy. Dạ. Nhưng mà trong công việc á, anh quản lý tới 150 người, thành ra là cũng hơi khắt khe, khó tính đó nha. Dạ. Em có thích đàn ông kỹ tính không? Dạ thích. Vậy là đúng hợp với em đấy. Dạ. Được thì được rồi đó. Anh bên đây hơi bị soái ca đó nha. Không sao, không, gặp này được thôi. Bây giờ mình được sẽ rồi. Gặp hỏi người thân đi, để xem họ có ý kiến như thế nào. Em có đi với ai không nè? Em đi với lại nguyên một bạn nhóm nghe đó nha chị. Chào 500 chị em bên kia. Bây giờ ai đại diện nhận xét anh chàng bên đó cho bạn mình nghe nè. Dạ, chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường ạ. Rồi. Con là em gái của chị Ngân. Em ruột hả? Dạ, em ruột của chị Ngân. Rồi. Em nhận xét anh bên đây là chững chạc, hiền, có vẻ là hơi nhút nhát. Nếu mà em đánh giá thì là phù hợp khoảng 80% yêu cầu của chị em. Anh cho em hỏi một câu hỏi là, ví dụ anh ở Bình Dương, anh có thể sắp xếp cái thời gian cho một tuần đó khoảng bao nhiêu lần là có thể dẫn chị em đi chơi ở dưới thành phố à? Cái anh công việc của anh thì nói chung anh có thể chủ động sắp xếp được. Một tuần thì có thể 2 hoặc 3 ngày thì anh có thể sắp xếp công việc. Anh cũng hay cũng thường đi về trên Sài Gòn này nhiều, nên không có ảnh hưởng gì nhiều. Anh là con trai thứ mấy trong gia đình à? Thứ tư, nhưng mà cũng là con trai một trong gia đình. Dạ, tại nhà em có hai chị em gái à, nên là cũng khó khăn trong việc ở dâu ấy anh. Cái ở đây thì anh không có quan trọng là ở rể hay là ở làm dâu. Mình công việc là mình đi làm, mình có cuộc sống tạo dựng tương lai sự nghiệp riêng. Rồi khi có thời gian thì mình hai bên mình về thăm gia đình trong những ngày rảnh hay là những ngày lễ gì đó. Dạ, duyên là do chương trình đã tạo cho hai anh chị. Em hy vọng là hai anh chị cho nhau một cơ hội bấm nút để làm quen với nhau. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhà gái ha. Trời, mời nhà trai, hôm nay mình đi với ai? Em có đi với ba mẹ rồi mấy anh chị. Xin trân trọng kính chào, dạ, chào các chú. Tường, Quyền Linh và tất cả bà con tham dự chương trình hôm nay. Tôi là ba của Nguyễn Quỳnh Đăng Khoa. Dạ. Lần đầu tiên đến đây chương trình thì nhìn qua cái vóc dáng của cháu gái thì thấy là nước da trắng, gương mặt là xinh xắn, giọng nói thì cũng có nhiều truyền cảm. Dạ. Thì tôi mong rằng là sau mà 2 phút mà hai đứa để mà trò chuyện đó, thì mong rằng hai đứa sẽ là bấm nút. Dạ. Để từ đó về sau là có cái sự là trao đổi, nếu mà thuận Mỹ thì có lẽ là cuối năm nay sẽ tiến đến hôn nhân. À. Wow. Con cảm ơn bác đã nhận xét tốt về con. Thì lần đầu tiên gặp hai bác thì con cũng gửi lời thăm sức khỏe hai bác luôn ạ. Cảm ơn. Bởi vì tôi có mình nên nói anh trai à, ba đứa con gái gả hết rồi. Dạ vậy giờ bác có cần làm dâu gì không bác? Cái tuổi trẻ bây giờ thì mình cũng nên là cần có cái sự lúc còn tuổi trẻ đó thì mình gắng phấn đấu trong công việc để sau này là có tạo dựng tương lai hạnh phúc cho gia đình. Còn cái làm dâu thì tôi không quan trọng. Dạ. Cảm ơn gia đình mình ạ. Cảm ơn. Rồi, kéo màn lên. Cố gắng trong 2 phút nha, được cuối năm cưới luôn. Bắt đầu bạn. Dạ chào bạn. Chương trình mình có món quà này tặng bạn. Dạ. Em đi anh em đi anh. Anh Linh học trợ giùm em chút xíu thôi. Cảm ơn anh Linh. Quà đẹp quá. Anh có món quà này tặng em. Thì cho anh nói xíu, đây là bó hoa, không phải là hoa tươi, hoa sáp. Anh hy vọng là cái bó hoa này nó sẽ lúc nào nó cũng tươi xinh như là cái kỷ niệm mà của mình gặp hôm nay ha. Dạ. Cảm ơn anh. Đám cưới em anh làm để phụ được. Dạ được anh. Được ha. Được. Cái học tặng dạ. Anh đó. Này tặng anh ha. Cảm ơn em. Dạ. Đó giờ chưa ai tặng tôi hoa sáp này luôn. Ngưỡng mộ quá. Mai mua đèn cày làm cho. Đẹp quá.
Thường ví dụ như khi mà mình đi chơi thì em thích đi những cái nơi nào? À, đi chơi em thích đi xem phim, dạ đi cà phê nghe nhạc. À, nghe nhạc trữ tình nhẹ nhàng vậy đó anh. Ừ. Dạ còn anh thì sao? Giống như sở thích của anh. Hay quá. Trong tình yêu thì anh thấy theo anh á thì điều gì là quan trọng nhất? Điều quan trọng nhất là mình phải tin tưởng nhau. Và thứ hai nữa là mình phải biết như là nghĩ tới cái hướng tương lai. Dạ đúng với suy nghĩ của em. Em thì em muốn là trong tình yêu không chỉ chúng ta có tình cảm giữa hai người với nhau mà còn phải có sự phù hợp giữa hai bên về mọi mặt. Nói chung là anh cũng đang có suy nghĩ gì đó. Hai người này hợp lắm mà nha. Cứ anh này suy nghĩ gì bạn cũng em cũng giống anh. Mà em suy nghĩ gì anh cũng giống em. Anh có thuộc tiếp người gia trưởng không? Không, anh không phải là gia trưởng. Anh có hay kiểm soát không? Anh có hay ghen không? Ghen thì rất là ít chút chút thôi. Nhưng cái nào mà mình cảm thấy như là nó bất bình thường mình mới ghen chứ. Dạ, ví dụ như nếu em cũng vậy, nếu mà anh mà tạo niềm tin em thì em cũng không có thể hiện cái sự ghen. Rồi, hãy nói một câu thật tình cảm để chúng ta kết thúc cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Nhìn về ấn tượng em thì anh thấy rất là thích. Anh hy vọng rằng cái tình cảm này nó sẽ được kéo dài mãi mãi. Dạ, đúng rồi anh. Một cô gái rất là xinh xắn bên kia đang chờ bạn. Chuẩn bị 3, 2 và 1. Hết thời gian. Chúc mừng nha. Rồi, hãy nắm chặt tay nhau các bạn. Đẹp đôi quá nha. Rất đẹp đôi. Một anh chàng quản lý, một cô gái làm ngân hàng. Hãy xem phim thật nhiều để có thời gian trò chuyện với nhau. Với cụm rạp Cinebox 212 đi chiến thắng các bạn nha. Dạ, cảm ơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Và đây là quà tặng dành cho hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Dạ. Dạ, anh xin cảm ơn chương trình ạ. Anh muốn em nói gì với hai bác từ Cần Thơ lên? Thì con cũng hy vọng là tụi con cũng sẽ gắn bó trong thời gian tới. Và con có thể là một thành viên trong gia đình của mình. Nắm chặt tay nào Khoa. Con có biết may vá rồi tự vẽ, con rất thích vẽ. Ở nhà con mà cái dấp tường nào mà nó trống á là đầy hình ảnh hết trơn, không còn chỗ nào trống nữa hết à. Vẽ tường nhà mình thôi nha con. Không em ơi, về nhà anh vẽ cũng được nữa. Điểm mạnh mới đây con mới phát hiện đó là con săn sale Shopee rất là giỏi. Bạn gái bên kia nếu mà bạn bấm nút á thì bên đây mình sẽ sale cho bạn vài mã giảm giá 50% của Shopee. Anh săn sale Shopee còn em săn sale Lazada vậy, hai đứa mình mà hợp lại thì nhà mình còn gì không anh? Wow, còn chứ em. Mời nhà trai. Thôi thôi. Thôi ôi. Quá dữ luôn. Mời nhà gái. Bây giờ nhà trai giới thiệu lớn lên cho nhà gái cùng biết nha. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh. Rồi, chào con. Xin chào cô Hồng Vân ạ. Chào con. Dạ, dạ xin chào phía bên kia cổng rào ạ. Con tên là Trần Tấn Nhàn, năm nay con 30 tuổi. Hiện tại con làm nhân viên thiết kế, design, con quê ở Bến Tre ạ. Dạ, hiện nay con công tác ở đâu? Dạ, con công tác ở Bến Tre luôn. Bến Tre luôn, tại thành phố Bến Tre luôn. Dạ. Nhà gái mình giới thiệu nào? Dạ, lời nói đầu tiên thì con xin gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quyền Linh và tất cả các quý vị trong trường quay ạ. Dạ, con tên là Lê Thị Tường Vi, năm nay con 30 tuổi. Con đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh, quê con thì ở An Giang. Công việc của con hiện đang làm là chuyên viên tư vấn bên công ty giáo dục ạ. Bây giờ con nói một chút điểm mạnh, điểm yếu mình cho nhà gái biết đi. Dạ, điểm mạnh của con là làm được nhiều thứ, biết hát, biết làm việc nhà chút, rồi sửa linh tinh lặt vặt trong nhà. Điểm mạnh mới đây con mới phát hiện đó là con săn sale Shopee rất là giỏi. Cái này phụ nữ thích lắm nè. Bạn gái bên kia nếu mà bạn bấm nút á thì bên đây mình sẽ sale cho bạn vài mã giảm giá 50% của Shopee.
Quá dữ luôn. Anh ơi, anh săn sale Shopee còn em săn sale Lazada vậy? Hai đứa mình mà hợp lại thì nhà mình còn gì không anh? Wow, còn chứ em. Dạ, có cái thêm cái nghề nghiệp săn sale nữa. Săn sale. Coi như giảm giá 50%, 70% là có liền ha. Dạ, đúng rồi. Dạ. Tất cả săn hết, hay, cái này hay á. Có điểm gì nữa, điểm yếu có gì không? Dạ, điểm yếu của con á là hay dễ có mất cảm xúc. Dạ. Tụt mút á. Là tụt mút đó hả? Dạ, dạ, mỗi khi mà con tụt mút đó là con làm gì đó là con buông bỏ hết. Cái tính này nó chỉ thể hiện trong gia đình hoặc là lúc mình chưa có vợ thôi. Dạ. Nhưng khi trong nghề nghiệp, chú tin rằng là mình phải cố gắng đừng có tụt mút. Theo chú là như thế nha. Dạ đúng rồi, tại vì lúc mà con quen bạn gái á, thì con rất ít tụt mút. Cái khoảng thời gian mà con tụt mút nhiều là lúc mà con không ở một mình, con không có. Tức là có bạn gái sẽ có thêm tinh thần nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Có thêm động lực á hả? Ok. Rồi, mình có điểm mạnh điểm yếu gì con? Con có biết may vá rồi tự vẽ, con rất thích vẽ. Ở nhà con mà cái vách tường nào mà nó trống á là đầy hình ảnh hết trơn, không còn chỗ nào trống nữa hết à. Vẽ tường nhà mình thôi nha con. Không em ơi, về nhà anh vẽ cũng được nữa. Dạ em cũng đang định hỏi anh câu đó đó, tường nhà anh, tường phòng anh còn trống không? Còn trống rất là nhiều em ơi. Bạn nam ở đây cũng thích vẽ đó, thành ra kêu mời bạn đi về nhà vẽ cùng vẽ luôn. Dạ đúng rồi, tại con làm bên design mà. Design mà. Bên design, vậy mình có cái điểm đúng yếu gì không? Điểm yếu của con nhiều lắm. Để con sơ sơ vài cái luôn thôi, bạn bên kia bỏ chạy. Giống như là nó bị mù đường vậy đó. Dù là ban ngày mình đi cái được con đường đó quen thuộc đi nữa thì buổi tối nó cũng không có nhận dạng được nhiều. Có thể là có khi cũng đi bị lạc, vẫn nhớ đó nhưng mà không có nhớ như là ban ngày. Cái tính ương ương dở dở sáng nắng chiều mưa của con á, đó cũng là điểm yếu của con. Rồi với lại cái tính tình con hơi thẳng thắn, cho nên nhiều khi chơi với bạn bè hay những người mà mới quen á thì người ta sẽ không được vui á, sẽ cô dễ mất lòng. Dạ dạ rồi. Nhưng mà khi mà ai chơi với nhau thân lâu rồi thì mới hiểu được cái tính của con này. Vậy là mình có mấy mối tình rồi? Tới bây giờ thì con được 2 mối tình. 2 mối tình. Dạ. Mối tình gần đây nhất là quen được bao nhiêu lâu? Dạ khoảng 6-7 năm. 6-7 năm. Rồi lý do chia tay? Dạ bởi vì bên con là đạo chúa á cô ạ. Cho nên là nó hơi khó khăn về vấn đề đó. Bên bạn có cái việc coi tuổi á, cái nó hơi bị lấn cấn về hai cái đó. Dạ. Rồi. Rồi bên trai, đàn trai mình có đạo không? Bên con thì có đạo. Rồi chúc mừng luôn. Thì thế là mừng rồi. Dạ. Bây giờ con có mấy mối tình? Dạ con có 2 mối tình chính thức. Chào con. Dạ. Mối tình thứ nhất của con quen được 5 năm. Dạ mối tình thứ hai thì quen chưa được 1 năm đã chia tay. Nhưng mà sao gọi là chia tay con? Tình thứ nhất của con là quen với một bạn, bạn nó cũng nhỏ hơn nhưng mà đã có gia đình rồi. Và đã có bé nhỏ rồi. Mà lúc đó thì sự nghiệp của con cũng mới bắt đầu. Con cứ lao đầu vô yêu rồi chăm sóc người ta, rồi rốt cuộc thì phần mình thì không tự chăm sóc được mình. Mối tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ hai thì bạn nữ rất là ghen. Chết rồi, em cũng hay ghen nữa. Ghen mà ghen phải nói là thái quá luôn. Và đến nỗi mà biết mối tình thứ nhất của con á là bạn đó cũng bắt con phải đi xét nghiệm cho bằng được. Xét nghiệm cái gì con? Dạ, xét nghiệm HIV. Xét nghiệm HIV. Dạ. Ghen dữ vậy luôn á hả? Dạ. Xét nghiệm. Sợ lấn cấn với người trước. Rồi dạ. Coi như vậy là chia tay. Dạ không. Như vậy là con cũng vẫn đi xét nghiệm luôn. Đúng rồi. Cái đó đều chính đáng mà. Con là nói chung là mình không có gì hết nữa. Đúng rồi. Nhưng mà rồi tại sao chia tay? Dạ vì ghen quá nên một khoảng thời gian á rồi con lặng tiếng. Rồi bạn đó tự động, bạn đó cũng có người mới luôn. Bây giờ con hy vọng là cái người bên rào của con sẽ như thế nào? Ghen thì nói chung là bạn cũng phải ghen có mức độ thôi. Ghen đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi con mong người bạn của con tính tình phải như thế nào? Cái nhân dáng bên ngoài ra làm sao? Dạ nói chung là thấp hơn con một xíu mà. Con nhiêu? Dạ con 1m64. Người nhỏ nhỏ, xinh xinh gọn gàng là được. Không mập không ốm. Chứ là em mập lắm luôn á anh. Wow, em bao nhiêu ký à? Em mập lắm luôn. Em là... Anh không tin. Em gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con tìm một người đàn ông chững chạc. Một người biết quan tâm lo lắng chia sẻ.
Bởi vì con cảm thấy là cái chia sẻ nó là cái quan trọng trong mối quan hệ gia đình á. Buồn hay vui hay là có những con? Cái gì á thì căng thẳng cũng... giống như mà diễn đàn hội nghị vậy trời. Hình dáng sao con? Con tìm một người cao hơn con. Con mét nhiêu? Con có 1m55 xíu. Nè, rồi, người ta hơn mình hơn tới gần 10 phân đó. Người ta mới 64 đó. Được rồi. Con không thích đàn ông điều gì? Cái đầu tiên đó là hút thuốc chú ạ. À? Với là cái tính gia trưởng đó chú. Có không? Dạ không. Không có. Ờ, dạ. Con không hút thuốc. Con cũng sợ cái tính vũ phu lắm chú. Không có đâu, bên đây chắc không có. Dạ, không vũ đâu. Bây giờ con đi với ai? Dạ con đi với mẹ với dì. À rồi. Xin mời gia đình này, nhà trai có ý kiến ha. Xin chào cô Hồng Vân, chào MC Quyền Linh. Dạ, cô thấy cháu đây cũng xinh gái, cũng thấy cũng dễ thương. Cô chịu con rồi đó. Con nhớ bấm nút là về với con nha, cô có đồng minh. Cô nhà cô có mình cô à, còn dạ. ba người nam lận. Nên cô đó có ông không lợi. Nên giờ cô nhờ con giúp giùm cô. Trời ơi mẹ khéo quá đi thiệt á, mẹ con khéo quá. Con cũng hy vọng là một chút xíu nữa tim hai đứa đập cùng nhịp con về con tiếp cô ạ. Giờ cô cũng mong nữa. Giờ cô mong con dâu dữ lắm rồi. Rồi, cảm ơn mẹ. Rồi, cảm ơn gà trai. Con đi với ai? Dạ, con đi với bạn cùng phòng con ạ. Con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân á. Rồi, chào con. Hôm nay hai người gặp đây là một cái duyên rồi á. Chị nói chuyện mà chị cảm thấy anh hợp thì chị cho em một cơ hội để cùng nhau tìm hiểu rồi có thể đi xa hơn á. Rồi, cảm ơn em. Mở rào. Rồi, bây giờ mình gặp mặt luôn nha. Dạ. Bắt đầu đi con. Tặng hoa, tặng quà gì đi. Mình quay qua mình gặp ý trung nhân của mình đi. Chào em. Em chào anh ạ. Có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn rồi, anh. Rồi, và món quà này một chút xíu nữa anh sẽ bật mí, được có mở ra. Dạ, à. Em cảm ơn anh ạ. Khoan, tờ anh. Chưa mở rồi, bây giờ. Rồi, để đây. Để đây, để đây. Đây. Tặng em đặc sản quê nhà. Trời đó, cơ quá trời, quà cáp vậy trời. À, dừa này dừa gì vậy anh? À, dừa này dừa dứa. Dừa dứa hả? Ôi em rất thích uống nước dừa luôn á. Cảm ơn anh nhiều ạ. Dạ, đây thì em cũng có món quà dành tặng cho anh. Cái đây là em vẽ, em tự vẽ. Và để mở được cái món quà này á, em mời anh chơi một trò chơi với em nha. Ok. Dạ, ở đây nó là ba cái phần này, nó là ba cái câu hỏi và yêu cầu. Rồi. Dạ. Ở đây. Rồi. Yêu cầu thứ nhất, từ từ mình mở ra hết yêu cầu thì sẽ hé lộ ra được bức tranh ạ. Nếu như trong những cái cuộc vui á, thì đâu là cái người mà anh cùng muốn chia sẻ, cùng muốn bên cạnh anh sau này luôn ạ? Vợ con. Vợ con. Vợ con. Dạ em cảm ơn anh. Dạ anh chọn số 3. Ok. Anh gửi xin lỗi đến người đối diện. À, anh xin lỗi em. Dạ em cảm ơn anh. Nói chơi gì trời. Anh hãy gửi lời cảm ơn chân thành đến nhất đến mọi người. À, xin cảm ơn mọi người đã đến đây trong ngày hôm nay. Đây là cái món quà mà em gửi tặng anh. Em cảm ơn anh đã dù không hiểu, không biết cái yêu cầu mà vẫn chấp nhận cái lời xin lỗi. Đó là cái sự chân thành mà em mong muốn tìm được ở người bạn trai của mình. Ok, cảm ơn em. Gì đó? Bức tranh hả? Dạ. Bức tranh đẹp nha. Ai vẽ đây? Dạ con vẽ chú. À đẹp rồi. Em có ngại mà cái khoảng cách anh ở Bến Tre và anh lên Sài Gòn với em? Cái khoảng cách đó thì em không thấy nó là vấn đề trở ngại. Anh sắp xếp được thì anh lên Sài Gòn. Còn nếu như em rảnh thì anh có thể mời em về Bến Tre. Em cũng chưa biết Bến Tre ra sao nữa. Okay. Cho nên là em cũng mong có cơ hội để được đi du lịch. Em rất thích đi du lịch cho nên là có thể đi du lịch ở đó cũng được. Thật sự thì em nói về vấn đề du lịch đó, anh cũng rất thích du lịch. Và điểm đến đầu tiên anh muốn đó là Đà Lạt. Nhưng mà anh chưa bao giờ đi được. cái điểm này sao mà giống em. Em được đi Đà Lạt rồi nhưng mà lâu lắm rồi, muốn quay lại mà không có điều kiện để quay lại. Vậy sau chương trình này có thể anh với em cùng đi Đà Lạt, trải nghiệm lại Đà Lạt. Rồi, hay rồi đó. Hay quá rồi, bây giờ hát đi. Dạ, thì xin tặng bạn bài hát là Lời Yêu Thương.
Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hoa thắm, và mặt trời của mình nhiệt đới trên vai em buông trần, cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em về vùng biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè như nắng dưới bóng dừa là lời, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp, gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thân thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt, em đã cho anh quên, quên đi tất cả, anh muốn được cùng em về vùng biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè như nắng dưới bóng dừa là lời, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Hay quá. Thật ra thì cái bài này cũng là cái bài mà em rất thích luôn á anh à. Không cần về biển vắng nào cả, về dưới bánh bóng dừa lả lơi về Bến Tre đúng luôn rồi đó. Tôi thấy bạn trai có máy chụp hình, chụp cho bạn gái ăn tắm thôi. Em cũng rất thích chụp hình luôn á anh. Ok, vậy em ngồi đây đi. Nên mấy người muốn làm gì làm đi, tôi qua bên ông mối tôi. Hai đứa làm đi ngủ giấc đi. Ừ, đó, kể. Vậy đi. Chụp hình chụp gì kể. Rồi, em nghiêng người qua phía anh chút xíu. Đúng em rồi. Em nghiêng qua anh. Rồi, ok, giờ má anh nha. Rồi, tôi lên à. Ok. Con quay qua chụp cô chú tắm con. Rồi, con tặng cô chú một vóng nữa nha. Ok, dạ rồi, quá đẹp luôn, quá tươi luôn. Có hình không? Dạ, có chứ. Ừ. Con xin một tấm. Rồi, đã, xin đi. Rồi, ok. Rồi, ngồi lại. Ngồi vào ghế, để tay vào hai nút bấm. Sau 3 tiếng đếm mình quyết định điều đó nha. 1, 2, 3. Hết thời gian. Rồi, hai đứa đã chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. À, bây giờ em mở món quà thôi. Em dở ra cho mọi người. Tiếng nó rú lên cái tôi hết hồn, tôi tưởng là một cái con vật nuôi nào đó, ai dè. Dạ, okay. Dạ, làm cho vui vậy thôi, chứ này là bức tranh trống à. À, đúng rồi, bức tranh này là chủ yếu là sau cái chương trình này là anh sẽ gửi cho em cái bức hình anh vừa chụp mấy nãy. À dạ. Dạ, em thấy lòng vô đây. Dạ. Đây là kỷ niệm của hai đứa mình hôm nay. Em cảm ơn anh. Dạ. Gia đình của bạn gái đang theo dõi truyền hình ha. À, con muốn nói gì đó xin thưa hai bác, cho tụi con hẹn hò và hứa cái gì với hai gia đình của bạn gái đi. Con xin phép hai bác cho con được hẹn hò với bạn Vi. Dạ. Dạ, con xin hứa sau này sẽ chăm sóc bạn Vi, sẽ quan tâm bạn cho bạn Vi như bạn Vi mong muốn. Sẵn đây là hôn bạn Vi luôn đi con. Rồi em. Dạ. Dạ, ok. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng Thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cái máy chụp hình của con đeo đem về đi chụp tiếp đi con. Đây bức tranh với ba dạ. Câu hỏi. Hãy biết cảm ơn và xin lỗi. Thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, con cảm ơn dạ, cô chú. Quà của con chút xíu sẽ gửi xuống nha. Nhiều quá mà. Quá trời quá đất. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã chứng kiến cặp đôi đầu tiên. Bây giờ thì mình đang hồi hộp xem cặp đôi thứ hai họ là ai. Họ có hiểu nhau hay không? Họ có cùng bấm nút hay không? Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi thứ hai. Xin mời.
Dạ, em có một mối tình cách đây 3 năm. Lý do làm gì chia tay? Tại vì người đó có bạn trai em khác. Đi chơi với em mà nhắn tin với người khác thôi. Tôi thấy không hợp thì em tự động rút lui. Giờ cũng thích con gái không? Gái thì thích rồi chứ. Mình tìm một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Trong công việc á, bạn ấy thì cố gắng làm việc có ý chí phấn đấu, công việc ổn định. Nhậu nhẹt thì đừng có nhậu bê tha, thiếu biết uống chút ít thôi để mình xả dao thôi. Có nhậu không? Có, mà uống ít nha. Tháng uống lại, uống 5 lon. Mời nhà trai. Ơi, xin mời nhà gái. Mời đi em trai. Bây giờ thì nhà trai, nhà gái cùng hai họ đã có mặt đây hết rồi ha. Dạ. Em giới thiệu về mình đi em trai. Em tên Tràn Văn Tâm. Năm nay em 36 tuổi. Sinh năm 1985. Quê em ở Đồng Tháp. Dạ, hiện đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Đồng Nai em làm về cái gì? Nhân viên lắp ráp motor cho khu công nghiệp á. Tức là motor điện hay là sao? Motor công nghiệp chạy á, công nghiệp á hả? Công nghiệp. Dạ. Rồi, nhà gái mình giới thiệu coi nào. Dạ, chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quyền Linh, chào bạn trai bên kia và chào cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Hoàng Lan, năm nay em 35 tuổi. Công việc của em hiện tại là nhân viên văn phòng và em ở quận Phú Nhuận. Em ở quận Phú Nhuận, dạ. Làm việc ở quận Phú Nhuận luôn hả? Dạ, làm việc ở quận Nhất. Làm việc ở quận Nhất, nhân viên văn phòng phố. Dạ, Lan phố. Dạ. Rồi, Lan nói một chút về ưu điểm và khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em thì có thể làm việc nhà. Thì đi làm về thì mình có thể nấu cơm, lo việc nhà. Còn ưu điểm của em thì hơi nhút nhát chút xíu. Đám đông thì hơi rụt rẹp chút xíu. Đó là nhược điểm đó, đúng không? Dạ, đúng rồi. Đó là khuyết điểm, đó là nhược điểm thôi. Có cái tật xấu gì không Lan? Tật xấu đó nãy tao mới nói là nhút nhát đó cưng. Nhút nhát vậy thôi, nhát đâu phải tật xấu đâu. Thì tôi đâu có nói là tật xấu, tôi nói là khuyết điểm trời. Tôi nói đó là khuyết là điểm. Nhược điểm. Nhược điểm nhẹ, chút xíu nhẹ thôi. Thôi chứ đâu phải tật xấu đâu. Có nói tật xấu đâu. Ừ. Còn em sao nè? Em tật xấu của em không có gì. Em không có tật xấu luôn hả? Dạ, không có. Trời ơi, hay em vậy? Nhút nhát gì vậy? Em có nhút nhát không? Có. Vậy là cũng có nhược điểm chút xíu thôi. Dạ. Phải không? Ừ. Nhát dữ không? Nhát dữ luôn. Thấy con gái có nhát không? Không. Không á. Thấy ma có sợ không? Không em. Anh hỏi trong cuộc đời của em có sợ cái gì kia? Con gì không? Có, sợ con rắn. Đi động lúc đó là rắn cắn tới giờ sợ luôn. Sợ con rắn hả? Dạ. Rồi sợ con gì nữa? Không, sợ con gì. Chỉ là con rắn thôi. Chỉ sợ con rắn thôi? Dạ. Rồi còn ưu điểm của em là gì cưng? Ưu điểm của em vui vẻ hòa đồng. Nhược điểm của em là có ý chí cầu tiến trong công việc. Cái đó là ưu điểm chứ. Dạ. Ý chí cầu tiến là quá tốt luôn. Dạ. Chứ sao nhược điểm được, đúng không? Rung quá. Rung ưu điểm quá thành nhược rung điểm. Rung quá. Em mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình cách đây 3 năm. Quen lâu không á? Quen được mấy năm? Gần năm. Gần năm. Lý do làm gì chia tay? Tại vì người đó có bạn trai em khác. Trời ơi, đang quen mà có bạn trai khác. Đi chơi với em mà nhắn tin với người khác không? Em bắt gặp là dạ, em dạ. Vậy là em ghen dữ lắm phải không? Có ghen không? Không, thấy mà không hợp thì em tự động rút lui. Từ đó luôn. Tới giờ không có người yêu luôn hả? Dạ, không. Giờ còn thích con gái không? Gái thì thích rồi chứ. 3 năm ở không xây dựng sự nghiệp đúng không? Dạ. Bây giờ là quyết tâm. Hôm nay là em chưa có mặt ở đây là em quyết tâm là có gia đình đúng không? Dạ. Để chị hỏi bên nhà gái chị xíu nha. Dạ. Sao nè, mình có mấy mối tình này nè? Em có một mối tình thì cũng chia tay cái này cũng hơn 2 năm rồi. Và tại vì bạn đó cũng theo gia đình ở nước ngoài định cư. Ừ. Dạ, thì gia đình em ở đây thì em thích cái cuộc sống ở đây hơn. Ừ. Dạ. Mà mình quen mấy năm thì mình... Cũng 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi, dạ, rồi do cái sự mà giãn cách về không gian đúng như rồi. Vậy cho nên là buộc lòng mình phải chia tay nha. Đúng rồi. Rồi bây giờ Lan muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào nè, cái mẫu hình lý tưởng. Qua đây. Để mình nghe xong đó. Đi qua đây. Nhìn mặt mấy chuyện. Nhìn mặt luôn hả? Đó, cưng không? Đó, cưng không? À, rồi, chào em Lan. Dạ, chào anh. Bên đây không phải tên Điệp, đừng lo. Ừ, đây không phải Điệp. Bây giờ Lan muốn mình tìm một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Em thì cũng không có đòi hỏi nhiều, em chỉ cần bạn trai á là... Trong công việc á, bạn ấy thì cố gắng làm việc có ý chí phấn đấu, công việc ổn định. Nhậu nhẹt thì đừng có nhậu bê tha, thiếu biết
uống chút ít thôi để mình xả dao thôi. Chứ đừng có nhậu nhẹt bê tha quá là được không rồi. Không thích nhậu đúng không? Đúng rồi, chỉ là xả dao là được rồi. Để hỏi bạn trai có nhậu không? Có anh, mà uống ít nè. Ít là bao nhiêu? Tháng uống một lần. Tháng uống lần? Lần mà, mấy? Mà uống 5 lon. 5 lon hả? À, uống bia chứ không uống rượu phải không? Dạ. 5 lon là lần là ha. Dạ. Đó, nhậu vậy thôi, lâu lâu tháng có một lần à. Dạ, được. Xả dao rồi công việc đồ. Rồi sao nữa? Em chỉ cần người đàn ông ổn định cho công nghiệp có thể lo cho cả hai gia đình, lo cho người phụ nữ bên cạnh của mình. Vậy là ok. Bình thời nhỏ lớn em có idol một người nào không? Thần tượng của em là cái nhân dáng, cái vóc dáng như thế nào? Em thì không có quan trọng ngoại hình, thứ nhất là em quan tính cách, nhân cách của người đó thôi. Thật sự thì em cũng thích anh Nguyệt Linh với chị Hồng Vân. À, thật sự đấy, tức là em thích anh Quyền Linh, có nghĩa là cái người bạn trai của em á còn có nước da hơi bánh mật một chút xíu ha, có cần cao nhanh Quyền Linh không? Cao dạ không cần nha. Cao tại vì em cũng không cao. Chị hỏi nè, giờ bé mong muốn cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào? Có công ăn gì, công việc ổn định nè. Rồi công việc ổn định. Dạ. Chị bảo kê luôn, công việc ổn định luôn. Dạ. Rồi gì nữa nè? Ngoại hình dễ nhìn. Dễ nhìn. Dạ. Dễ nhìn được. Ừ. Nhìn rất dễ luôn. Cao hay thấp như thế nào? Cao 1m55 trở lên này. Trời ngon đủ rồi đó. Ừ, 1m55 đổ lên. Cái đó đủ rồi đó. 50 cũng được rồi. Em không thích điều gì ở người con người phụ nữ? Hay nói nhiều, có câu chuyện nói tới luôn rồi. Ừ, tức là em không thích người phụ nữ nói nhiều đúng không? Dạ. Em đã chuẩn bị gì cho gia đình, đó là đã chuẩn bị cưới vợ đồ này kia mọi thứ đầy đủ hết chưa? Dạ, có chuẩn bị rồi. Rồi ha, dạ. Bây giờ là bước chân vào cuộc sống gia đình là ngon lành rồi đúng không? Dạ. Ví dụ giờ cưới vợ về ở đâu? Ở với quê thì... Quê em ở đâu? Quê em ở Đồng Tháp. Đồng Tháp là huyện nào? Ở huyện Thanh Bình. Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. Dạ. Dưới quê còn có ai? Còn có ba. Dạ. Ba với anh chị. Anh chị hả? Dạ. Em là Út hay sao? Út. Út hả? Dạ. Ồ. Ba với anh chị với mần vườn hay là ruộng? Mần vườn á. Mần vườn hả? Dạ. Trồng gì dưới? Anh thì trồng đủ thứ, ớt, xài này kia đủ thứ. Chứ nhiều đâu, không? Cũng 18 công. 18 công, đặng trời ơi. Gần 2 mẫu ông ơi. Ơi tôi thấy đó, là... giới thiệu nhà trai cho nhà gái biết rồi nha. Tôi thôi, có công tôi, 8 thôi, đó, tôi 18 thấy công. Tôi cũng ưng cái bụng chứ. Đó là anh thôi nha. Còn nhà ông già là nhiêu? Có 5 công. 5 công nữa, 23 công nha. Cũng khá lắm à. Tôi giới thiệu nhà trai khoe chút thì chơi cho vui mà. Ờ, nói giỡn thôi, hôm nay em đi với ai vậy? Đi với người thân anh hai. Anh hai thấy sao nè? Chị cũng thấy nhận xét điểm em gái này thấy anh nãy giờ thấy cũng ok chị. Thì anh thấy bên đây thì với em cũng xứng đó. Thì lát nữa thì tùy hai em có bấm nút hay không, quyền của em đó. Chị anh thấy hai em cắt xứng đôi. Dạ. Anh hai khô luôn hả? Ờ, anh hai nhìn khô luôn. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi với mẹ với lại ông cậu. Với à. Dạ, giờ ông cậu à. Giờ em gì? À, rồi, dạ mời mẹ. Chào MC Hồng Vân. Dạ, chào MC hả? Quyền Linh. Dạ, tôi là mẹ của Hoàng Lan. Dạ. Thì theo mẹ thấy thì em trai bên đây ra được đó con. Nếu con được thì con thấy hợp thì con bấm nút rồi cho nhau cơ hội. Rồi. Còn dì thấy sao dì? Dì thì thấy cũng được đó Lan. Dạ. Nhiều con thấy được thì con bấm nút đi chứ hả? Cái cơ hội cho nhau. Bây giờ mở rào. Mở rào đi nha. Cho hai bên nói chuyện. Cho hai trẻ gặp nhau nha. Rồi mở rào. Bắt đầu đi em. Cảm ơn anh. Rồi thì ngồi xuống đây. Rồi bên đàn trai mở quà đó coi lại gì nè. Anh cảm ơn nha. À cái bóp hả? Dạ cái bóp. Ở trong có tiền không? Cũng 5-10 ngàn rồi ha, cho nó vui rồi chứ. Rồi, hai bạn trò chuyện đi. Anh hỏi em về quan điểm hôn nhân gia đình nữa. Theo em á, thì mình nên tôn trọng nhau. Ví dụ mà đưa ra cùng ý kiến nhưng mà phải tôn trọng nhau. Chứ không phải là, ví dụ anh đưa ra ý kiến thì em bảo vệ quan điểm của anh. Nhưng mà mình phải tôn trọng nhau. Chỉ ra như vậy là sống với nhau trọn đời được rồi. Em có thích hay đi du lịch này kia? Sở thích lớn nhất của em là đi du lịch, không quan trọng đi đâu á. Chỉ đi chống nước thôi là ở đâu cũng được. Em có đồng ý về Đồng Tháp với anh không? Nhưng mà Đồng Tháp ở dưới em đâu có quen biết ai đâu. Quen anh được rồi. Có anh đó. Quen quá. Quen anh là chỉ cần biết anh thôi. Nhưng mà đi về Đồng Tháp thì em ở đâu? Đồng Tháp ở nhà anh chứ đâu. Ở Thanh Bình đúng không? Dạ. Thanh Bình. Ừ Thanh Bình. Thanh Bình chứ đâu.
Đồng Tháp nhiều điểm du lịch lắm nha. Dạ. Tràm Chim nè. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi Xẻo Quýt nè, Làng Sen nữa. Em chưa bao giờ được đi Đồng Tháp. Vậy gì dịp nào anh dắt em đi về Đồng Tháp chơi. Đúng rồi. Sở thích của anh là gì? Anh thích... Sở thích của anh là thích xem phim, nghe nhạc. Anh có thích xem phim ma không? Không, tại phim ma ít có xem. Vậy chị không dân buồn rồi. Em định rủ anh đi coi phim kịch ma mà anh không thích rồi. Nếu em rủ anh đi thì anh trả trước nhận đi. Tôi tài trợ vé. Tôi tài trợ. Đó, nè, coi liền trong tuần này cho tôi. Thứ bảy chủ nhật gì kịch ma. Ở Thuận Kiều cũng được, ở Phú Nhuận cũng được. Kịch gì giới thiệu luôn đi. Nhiều lắm, mỗi buổi một tuồng khác nhau. Vợ ma. Riêng về kịch ma hai đứa để đó cho tôi. Mời cả nhà coi ngày nào đi. Mời cả hai gia đình đi coi luôn. Hồng Vân mời cả nhà trai nhà gái đi coi kịch ma luôn. Quyền Linh trả tiền, yên tâm. Mọi người cứ yên tâm nha. Kỳ vậy. Bà chủ không mời bắt tôi trả tiền. Tôi mời còn Quyền Linh lo. Yên tâm chị hứa chân thành. Nghe hứa chân thành tôi luôn. Lo luôn. Gì chứ ma tôi lo hết. Em tới em hát thằng bạn gái một bài nào đó tình cảm coi. Lại nắm tay bạn gái lên. Em muốn nghe. Lại hát bài gì đó, Đồng Tháp gì đó. Tháp 10 đẹp nhất bông sen. Thì cho nó vui đi cưng. Thấy hai đứa đều nhút nhát, đều căng thẳng quá trời. Nắm tay tình rồi. Yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù để thay đổi nhưng trái tim anh vì chung tình. Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương. Đêm từng đêm cầu mong sao cho chúng ta say. Cảm ơn. Sao cầu mong sao chúng ta gì? Quên gần nhau rồi yêu nhau hơn. Ví dụ tưởng dâm. Quên rồi hả? Bây giờ trao đổi một chút đi nè. Hẹn hò Đồng Nai với lại Phú Nhuận hả? Dạ. Như thế nào đó anh trai, nói với em trai. Trong tầng gì đó mình có thể mình đi ăn. Đi ăn hả? Thôi bớt ăn đi. Dồn được tầng gặp được 2-3 lần được. Nếu mà anh có thể sắp xếp công việc của anh thì không sao hết. Em sẵn sàng. 2-3 lần luôn, tuần 2-3 lần luôn. Bây giờ đầu tiên là cứ thứ bảy chủ nhật. Dạ. Ha. Hôm nào thích đi coi phim thì đi, hôm nào thích đi coi kịch thì về Phú Nhuận hoặc Thuận Kiều. Tắp vô tôi tài trợ hết cho. Nha. Đúng rồi. Trước khi đi coi kịch coi phim thì mình uống cà phê, mình ăn nhẹ. Đó, giúp dụ vậy. Cà phê anh lo. Kịch ma mà dân lo. Đó, vậy thôi thấy không? Không mai mà mối tôi sẵn có hết trơn rồi. Trời ơi, không có ai mà mai mối mà dễ thương như cái cặp này hết trơn trời. Em hỏi thử xem nhà gái giờ chừng nào, nếu mà bấm nút này chừng nào cho em bước tới hỏi coi. Chị Bịch đồng ý hẹn hò bán bao lâu, mình được bao lâu mình mới tiến tới hôn nhân? Cảm thấy là tình cảm đủ lớn để tiến tới hôn nhân, rồi kinh tế ổn định để tiến tới hôn nhân thì lúc cái thời gian nó không quan trọng, quan trọng là tình cảm với lại kinh tế thôi, nó ổn định. Chứ nói thời gian thì nó cũng không có mò đó. Em là vậy. Còn em là khoảng lâu, bao lâu muốn lấy vợ? Năm nữa mới lấy vợ. Ngạo. Giờ giờ lớn tuổi rồi, giờ lấy liền, giờ muốn vợ lắm anh. Lấy liền. Bởi vì tôi khoái. Thấy được nè. Đàn ông là phải vậy. Đúng rồi. Cưới vợ là cưới liền tay. Ông bà mình nói không bao giờ trật hết trơn. Đúng rồi. Nói một câu gì đi. Okay. Hai đứa đứng lên nói câu gì. Có gì tụi tôi bấm giùm cho đi. Nói một câu gì chân thành đi, thuyết phục bạn gái. Chân thành. Tay của ấy. Đó, xách đây cái ghế để tôi. Nếu em đồng ý làm bạn gái anh sẽ lo cho em nhiều hơn anh nói. Trời, tôi muốn xỉu luôn nè. Xúc động muốn xỉu rồi thôi. Sao em có đồng ý hay không? Nói đi. Thì nói chung là tới đây á, mình cứ thì cho nhau cơ hội, rồi từ từ sẽ tìm hiểu nhau. Đến được với nhau coi là duyên số. Nhưng mà mình cứ đến được tới đây là mình cứ cho nhau cơ hội. 1, 2, 3. Rồi tôi bấm luôn rồi. Dễ thương quá. Nắm tay, nắm tay nhau thật chặt rồi. Giữ tay nhau thật lâu. Nếu như mà mình làm Đồng Nai thấy xa quá, về Sài Gòn đi, kiếm chỗ nào đó làm, thấy không? Rồi cái ở gần á, mình dễ gọi là đi đến kết hôn nhanh hơn. Rồi vậy sẵn đà xin cho hôn cái hôn đầu tiên đi. Xin bác cho con hôn em Lan. Rồi đó hôn đi. Em tin. Hồi nó hôn nghe kêu luôn. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa.
Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc cho hai em hạnh phúc. Chúc cho em được thật nhiều may mắn nha. Ừ. À, em cảm ơn Quỳnh Lê Lê Hiệp. Cảm ơn Quỳnh Lê Lê Hiệp, chị Hồng Giang. Cảm ơn chị. Ok. Rồi. Hai bạn là đã hứa trên sóng truyền hình có cứ thế mà làm theo những gì mình đã hứa nha. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Mà các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình NetLove. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn cơ hội để các bạn có thể kết nối với cặp đôi hẹn hò trực tiếp tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Một, hai, ba. Hết thời gian. Khi mà kéo rèm ra thì em nhìn thấy bạn dễ thương, cùng đạo, nói chung là có một số điểm chung rất là ok. Em muốn tạo một cái cơ hội cho cả hai để nếu mà được thì sẽ tiến tới. Có nhiều điểm không có, chưa được như mình đặt ra lúc ban đầu, nhưng mà vì cứ cho nhau một cơ hội, tại vì cái mục tiêu của em và gia đình là cùng đạo, và cái điều em cần đó là hiểu, chia sẻ, thì cứ cho nhau một cơ hội thôi ạ. Cháu đây cũng xinh gái, cũng thấy cũng dễ thương, cô chịu con rồi đó. Con nhớ bấm nút là về với con nha, cô có đồng minh, cô nhà cô có mình cô à, còn dạ. ba người nam lận. Nên cô đó khó không lợi á. Nên giờ cô nhờ con giúp giùm cô. Trời ơi, mẹ khéo quá đi thiệt á, mẹ con khéo quá. Con cũng hy trời. Vọng là một chút xíu nữa tim hai đứa đập cùng nhịp, con về con tiếp cô ạ. Giờ cô cũng mong vậy. Giờ cô mong con dâu dữ lắm rồi. Qua cảm giác á thì thấy dì rất là chân tình, thật thà. Đúng chất là miền Tây, giống miền Tây của quê em. Có sao nói vậy, giống như gì á. Cho nên là thấy cũng là một phần hợp nhau. Hợp nhau và có thể tránh được cái tình trạng mà mẹ chồng nàng dâu. Có thể. Em thì không sợ yêu xa đâu. Quan trọng là cái tình cảm mình dành cho nhau. Bây giờ thì phương tiện nó nhiều rồi. Không gần nhau thì cũng có thể là qua hình ảnh. Thì em nói vậy thì đúng với anh rồi. Em không phải là em ở gốc ở đây, thì em ở quê, thì nếu mà ấy thì được thì được, về quê của anh cũng được. Cô lắm, cô mừng lắm, cô mong có con dâu dữ lắm luôn, mong chờ đợi đã lâu dữ lắm giờ mới được. Thì giờ cô cũng mong hai đứa nó tìm hiểu rồi tiến tới hôn nhân, cho nó có đôi có bạn đi. Mong cô có được con dâu là cô mừng rồi. Có nhà luôn, hiện giờ nhà dưới quê là không ai ở hết. Có nhà đàng hoàng luôn, nếu muốn về quê há ra riêng thì cho ra riêng vậy đó, muốn sống chung thì sống chung, cô thoải mái diện đó lắm, ở đâu cảm thấy thoải mái thì ở. Giờ hai miếng nó hợp với nhau rồi cưới, chứ giờ không có để lâu nữa. Về ví dụ như tìm hiểu rồi xong rồi biết ý sơ sơ rồi thì về nhường nhịn với nhau mà sống chứ có gì đâu. Hỏi cô rất đơn giản, như cô với chú hồi đó cũng đâu có quen gì nhiều, mới quen có đâu có tháng hai tháng gì là cưới luôn vậy rồi là xong. Ở
anh muốn được cùng em về vùng biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè nhâm nắng dưới bóng dừa là lời. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ấm ấp trong lòng hoài. Tới đây á, mình cứ thì cho nhau cơ hội, rồi từ từ sẽ tìm hiểu nhau. Đến được với nhau coi thành duyên số. Nhưng mà mình cứ đến được tới đây là mình cứ cho nhau cơ hội. 1, 2, 3. Rồi tôi bấm luôn rồi. Mới đầu thì cũng hơi rung một tí xíu, nhưng mà gặp anh này thì cũng có cảm nói chung là cũng ok, cũng cảm thấy là cũng có rung động tí xíu. Dạ, thì cứ cho nhau cơ hội đi. Nắm tay đầu tiên thì cảm giác nó cũng ấm áp. Nếu em đồng ý làm bạn gái anh thì anh sẽ lo cho em nhiều hơn anh nói. Thôi muốn xỉu luôn nè. Ra chương trình thấy bạn vừa nãy bên đây thấy cũng đây có cảm tình và thật là vui sướng. Thật là vui sướng. Rất là may mắn cũng được MC Quyền Linh và chị Hồng Vân giúp đỡ cho anh mới được có một người thật là hạnh phúc như Lan này. Năm nữa mới lấy vợ. Giờ lớn tuổi rồi, giờ lấy liền, giờ muốn vợ lắm rồi anh. Lấy liền, bởi vì tôi khoái. Được nè. Đàn ông là phải vậy. Đúng rồi. Cưới vợ là cưới liền tay. Ông bà mình nói không bao giờ trật hết trơn. Đúng rồi. Hôm nay cũng may mắn được anh Huyền Linh với lại chị Hồng Vân thì và cả hai bên người thân gia đình cả hai bên thì ủng hộ. Dạ thì nói chung là cảm nhận đầu tiên thì anh rất là hiền, bạn trai rất là hiền, thật thà. Thì mình cứ tìm hiểu với nhau rồi tiến tới hay sao cái đó mình sẽ quyết định sau. Cảm nhận của cậu mà cũng rất là tốt. Gia đình của bạn gái thì rất là ủng hộ. Sở thích của anh là gì? Anh thích... Sở thích của anh là thích xem phim, nghe nhạc. Anh có thích xem phim ma không? Không, tại phim ma ít chứ xem. Vậy chị không dân buồn rồi. Em định rủ anh đi coi phim kịch ma mà anh không thích rồi. Nếu em rủ anh đi thì anh sẽ thích anh đi. Tôi tài trợ vé. Em ơi, chừng nào mới cho anh cái giấy đi xem phim cùng em? Tuần sau anh ạ. Tuần sau không? Dưới tầng. Chào chị. Hai đứa vui vẻ nghe. Dạ, cảm ơn. Thật sự luôn á. Idol á. Em cảm thấy á, cuộc sống này thì tìm một người mà hợp với mình gặp ở mình là duyên rồi. Thì em chỉ thích một người đàn ông có công việc ổn định, biết lo cho sự nghiệp, lo cho hai bên gia đình luôn. Tại vì cuộc sống hôn nhân không phải là chỉ là của hai đứa mà phải của cả hai bên gia đình nữa. Dạ, mình phải tôn trọng nhau và lo cho cả hai luôn chứ không phải là lo cho một bên không. Đó, thì hợp với nhau thì đến với nhau. Nắm tay nhau thật chặt rồi. Giữ tay nhau thật lâu. Con biết mai giá thêm mai giá tư thùa
Rồi gì nữa? Thường thì gia đình với lại bạn bè hay nhận xét con là vui vẻ, thẳng thắn, yêu quý rõ ràng thôi. Mấy năm nữa được tiến tới hôn nhân? 5 năm nữa. Lâu lắm. Con chưa có mối tình nào ạ. Hả? Con chưa có mối tình nào luôn á hả? Dạ chưa. Dạ nếu mà tính ra thì cũng khoảng 3 á. Con có thể sử dụng thành thạo hai ngoại ngữ tiếng Nga và tiếng Anh ạ. Em cũng mong muốn là bạn đời của em sẽ thành thật và sẽ chia mọi công việc trong gia đình. Chương trình được phát sóng vào lúc là 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.